chào mừng các bạn đã đến với kênh Cooly TV. Hôm nay chúng ta lại tới với nhân vật Doraemon và Nobita. Hôm nay mình và Doraemon, Nobita cùng nhau đi tập thể dục buổi sáng. Cậu nè, cho con chưa? Tha cho tớ đi, tha cho tớ đi.
Trang ơi, tha cho bạn ấy đi. Nãy mặt Suka đó, vào vị trí. Các bạn nhớ tập thể dục mỗi ngày vào buổi sáng.